Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay em quay con bào ban. Quay bào thẩm ban đấy. Của nó hai mặt rộng 32. Mặt trước và mặt sau đều rộng 32 nhá. Đấy. Mặt bàn của nó cực kỳ đẹp ạ. Không bị lỗi tí nào nhá. Đấy, rộng 32 này. Dài 1m8 nhá. Dài 1m8. 90 nhân đôi bằng 1m8 này. Bởi vì cái kia nó trơn quá không móc được. Đó. Cứ kiếc nghiêng nghiếc đầy đủ hết nhá. Nó chỉ mất cái chụp dây Coroa này thôi nhá. Mất cái chụp dây Coroa này. Đó. Thì cây này em bán với giá là 15 triệu nhá. Ai có nhu cầu thì alo cho bên em ạ. Đó. À, lưỡi bào là 30 nhá. À, lưỡi bào là 30 nẻ 5 ly này. Đó. Mồm rất chi là bé nhá. Mồm 3/2 nhá. Đó. Cứ rất chi đẹp. Đấy. Con này nó rơi vào tầm hơn 4 tạ nhé. Đây. Mắc đồng ngần hoa nhá. Bào ban. Đó. Motor 3 pha nhá. Điện 3 pha. Ai có nhu cầu thì alo cho bên em ạ. 15 triệu giá rẻ luôn. Đầu năm giá rẻ luôn nhá.